Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay shop quay clip để hướng dẫn các bạn sử dụng bộ kem Hồng Kông màu cam nhé. Bộ kem Hồng Kông màu cam này có tác dụng đặc trị nám, tàn nhang, dưỡng trắng da rất là tuyệt vời mà chị em châu Á rất là ưa chuộng. Vậy thì sử dụng như thế nào? Trước hết các bạn mua về thì các bạn sẽ lấy cái test thử này, các bạn thoa ra phía sau mang tai. Thoa phía sau mang tai ngày 2 lần và các bạn để nguyên trong ngày 24 tiếng như vậy. Nếu các bạn không thấy phản ứng gì thì các bạn sẽ xài như sau. Thường thì cái dòng này rất thích hợp với nhiều loại da, không khi nào có dị ứng phản ứng gì đâu các bạn. Rất là dễ thôi. Các bạn sẽ xài như sau. Buổi sáng các bạn sẽ rửa mặt. Sau đó các bạn sẽ để khô da mặt của mình. Các bạn sẽ để khô da mặt của mình nhé. Để khô da mặt của mình. Sau đó là các bạn sẽ thoa serum. Chấm nhẹ, thoa một lớp nhẹ serum lên da mặt. Và các bạn vỗ đều cho thấm khô. Khô hết lớp serum là các bạn bắt đầu mới thoa kem ngày. Các bạn thoa kem ngày, các bạn cũng chấm đều lên mặt. Các bạn đợi cho khô. Sau đó là các bạn đợi cho khô, sau đó là các bạn mới bắt đầu là thoa kem chống nắng nhé. Đây là mẫu kem ngày. Sánh mịn rất là tuyệt vời. Sau đó là các bạn mới thoa kem chống nắng. Cái kem chống nắng này ở dạng lỏng rất là dễ thoa, và đặc biệt là cái bộ này nó phù hợp với những bạn mà có làn da dầu bóng nhờn. Nó ở dạng lỏng này. Đó các bạn thấy không? Nó ở dạng lỏng. Các bạn thoa kem chống nắng đó xong rồi chiều về thì các bạn, cái lớp kem chống nắng này nó cũng là lớp kem trang điểm đó các bạn. Nó rất là tuyệt vời, một mũi tên bắn hai đích, nó sẽ có tác dụng là chống nắng, chống lại tia UVA, UVB cho các bạn. Và nó make up da mặt cho các bạn rất là tuyệt vời. Các bạn thoa cái kem chống nắng này, cái kem chống nắng của bộ cam này nó có ưu điểm hơn là cái kem chống nắng của bộ hồng. Các bạn thoa là các bạn sẽ thấy nó trắng ngay. Nó trắng ngay mà nó ở dạng lỏng rất là dễ thoa chứ nó không có bị dính dính. Nó khó đi như là cái bộ hồng. Cái bộ này nó ở dạng lỏng mít, nó rất rất nhanh, rất là dễ đi. Mà sau đó là các bạn sẽ thấy da mặt của mình sẽ bật tông hẳn lên. Không có lộ vân kem đâu nhé. Buổi chiều về thì trước khi đi ngủ các bạn sẽ tẩy trang cái lớp kem chống nắng mà các bạn thoa trong ngày đây này. Các bạn sẽ tẩy trang sạch sẽ cái lớp kem chống nắng này, sau đó là các bạn sẽ rửa mặt, sau đó là các bạn sẽ thoa serum, sau đó là kem đêm, giống như cái bước buổi sáng thôi đó. Buổi sáng thì các bạn kem ngày, thì buổi tối là các bạn xài kem đêm. Đây chất kem đêm này, chất kem đêm của bộ màu cam nó sẽ có màu màu vàng hoa cúc vạn thọ, bởi vì nó có thành phần là cúc vạn thọ trong đây các bạn nhé, nó có thành phần cúc vạn thọ trong đây đấy. Có thành phần là cúc vạn thọ, bột ngọc trai, xuyên khung vitamin E này, tinh dầu cây lô hội này, rất rất là nhiều thành phần bí truyền ở trong cái hộp kem đêm này. Xài kem đêm rất là thích. Bộ kem Hồng Kông này thì nó ra sau cái bộ xanh và sau bộ hồng. Có nhiều chị em là còn ngại ngần, chưa dám sử dụng cái bộ mới này. Nhưng mà có một số chị thì rất là khen, cực kỳ thích cái bộ cam này luôn. Các bạn chú ý là khi các bạn mà thoa kem chống nắng thì nếu mà các bạn mà hay đi biển hay chụp ảnh ra ngoài ấy, thì các bạn cứ 2 đến 3 tiếng các bạn dặm lại kem một lần nhé. Còn những chị em ở trong nhà thì các bạn ngày các bạn dặm thêm một lần nữa thôi. Và buổi tối về các bạn nhớ tẩy trang. Và trong quá trình sử dụng cái kem này cũng như là bình thường trong cuộc sống của các bạn thôi, thì các bạn nên kiêng những cái đồ cay nóng, chất kích thích, rượu bia, kiêng tất tần tật những cái thứ đó ra. Các bạn chỉ ăn và uống những cái thứ mát, bổ, tốt cho làn da của mình cũng như là tốt cho sức khỏe của mình. Thì các bạn trị nám các bạn sẽ có hiệu quả hơn. Và mình cũng lưu ý các bạn là nám da thì 50% là do nội tiết bên trong cơ thể. Vì vậy mà các bạn, nếu mà các bạn bị nám do nội tiết thì chắc chắn là các bạn phải xem lại cái sức khỏe của mình. Có bị mắc bệnh gì không thì các bạn sẽ chữa trị cái bệnh đó đi nhé.
và kết hợp với xài kem nữa thì nó sẽ mang lại cho các bạn hiệu quả rất là cao. Một tuần thì các bạn nên xông mặt một lần để da rẻ của chúng ta đào thải được hết những độc tố, tẩy tế bào chết và kích thích cái sợi collagen ở dưới da của chúng ta nó hoạt động tốt hơn. Nó sẽ hoạt động tốt hơn và nó sẽ sản sinh ra nhiều hơn để khiến cho làn da của chúng ta là lúc nào cũng căng bóng mịn màng. Và cái nám nó cũng sẽ bay rất là nhanh. Đó, các bạn chú ý cho mình một số vấn đề đấy nhé. Các bạn có nhu cầu mua hàng bên mình thì các bạn vui lòng nhắn tin cho mình theo nhắn tin hoặc gọi điện cho mình theo số Zalo 0359 447 339. Bên mình cam kết cho các bạn hàng chuẩn chính hãng loại 1, không có mình không có bán hàng loại 2, hàng giả, hàng nhái gì tùm lum hết. Mà về hàng bên mình là lấy trực tiếp từ bên Đài Loan, Trung Quốc về. Có hóa đơn chứng từ hẳn hoi. Nhập trực tiếp từ bên Đài Loan, Trung Quốc về có hóa đơn chứng từ hẳn hoi, không bao giờ mình bán những cái hàng giả, hàng nhái trà trộn nhé. Bằng tiếng Trung đây, của bên Đài Loan đây. Nên là các bạn mua hàng bên mình, các bạn cứ yên tâm, đảm bảo là hàng chuẩn chính hãng loại 1. Các bạn trước khi nhận hàng, các bạn sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận. Đó. Các bạn được kiểm tra hàng trước khi nhận, chứ không phải là mình không cho các bạn kiểm tra hàng đâu nhé. Các bạn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Chào tạm biệt tất cả các bạn.